Bữa nãy rõ ràng không? Nó lấy cái phiếu ngân hàng cũng rõ ràng, nó không có chuyển tiền cho mình mà nó lừa chuyển. Như là tối nay cũng nghe anh cứu đừng khỏi nè. Thôi thầy ơi, thầy cho tôi số tài khoản, tôi cho anh 100 triệu để thầy làm từ thiện và thầy phát gạo cho dân nghèo. Mà thầy nhắn tin hoài, ta chỉ cần một phút thôi chuyển tiền là nhận được ngay. Còn này thấy cái nó lấy có biên lai đàng hoàng, ngân hàng là tin gì cái anh đánh cũng tên mình, số tài khoản mình mà ở dưới cái tên nó ngự chuyển, nhưng mà có thấy qua được cách nào đâu. Hôm bữa con đó nhiều cái vấn đề lừa đảo con kinh quyền hồi tối này luôn. Ờ, giống 100 triệu cái có Cana nó giờ cho thầy ta 10 tấn gạo, ta nói canh đây bên Mỹ về bên Anh về coi thử coi. Giống như cái clip hôm bữa con có đăng tải lên, cái ông sư đó ông chuyển cho con 10 triệu đó mà đâu có chuyển đâu. Tên con luôn, ông kêu đi làm từ thiện mà chuyển vô, rồi ông kêu con chích ra 2-3 triệu để chuyển cho người ta. Mà lúc đó mình nghi là bị gạt cho nên con không có chuyển. Cũng giả sư luôn á thầy. Kêu mình chuyển. Bây giờ lừa gạt dữ lắm á quý cô chú. Nên là nhiều cái tinh vi lắm. Với tụi con cẩn thận không nói tin tưởng bất cứ bạn bè hay người lạ, nhất là người lạ. Xin là ngủ qua đêm hoặc là nó ở lưu trú ở chùa qua đêm không phải không cho. Tối nó có những hành động xấu. Một thì nó quậy cà phê hay thuốc ngủ cho mình uống ngủ. Thì nó cũng đỡ lúc mình đi ngủ nó có xe cộ. Nó cưa cửa, cưa chìa khóa nó lấy xe. Ôi một lần thầy ở Đồng Tháp có một cái chùa là bạn thân của thầy. Xuống cái tối bạn bè. Cái ngủ trong nghe rầm rầm rầm, thầy không biết gì nhưng mà nghĩ không có. Và lát cái là ra chiếc xe của người ta tay ga 100 mấy chục triệu. Nó đẩy mà nó người ta cài đặt, nó ra tới cổng, nó hú. Cái đầu để lại không dám lấy. Đó, rồi nhiều khi ngủ qua lại qua đêm, quyên đây cầm hơi hút ngủ. Bỏ hút ngủ ít thì người ta ngủ ngon thì nó lấy không nói gì. Nhưng mà bỏ nặng quá người ta 7 ngày khuya chết luôn. Hút ngủ quá nặng. Còn nó ác nữa nó bỏ hút độc. Là chết luôn. Nên nhiều cái trường hợp lừa đảo lừa gạt, nhất tuổi trẻ nó còn lừa không chi bà già. Giờ khi nói bà già ra bộ mở cửa, nó vô nó dùng mọi hành động giống như tiệm vàng ấy. Nó dùng dao là chuyện nhỏ, giờ nó có súng luôn. Bây giờ xã hội này đủ trò á thầy. Đó, cái gì nó cũng làm được. Mà nó kết hợp người nhà cũng bị dụ luôn. Nó nhờ mày làm theo ý tao đi. Cái thằng đó ngon giờ một là chết luôn. Ví dụ như ai dâu với rể đi, nó hại bằng cách nó xúi mày. Giờ mày hại bà chết thì bà bệnh từ từ bà chết đi, thì cái nhà này mày hưởng. Con cỡ mấy giờ mày nó xúi giục mày, giờ mày hại cha mẹ đi rồi cũng mày hưởng đó. Thì không gài vụ Bến Tre con cũng vụ mà dâu hai vợ chồng đó, mà ai cũng nói là con vợ hại chồng hiếp dâm con dâu đó giờ ý thầy. Rồi. Còn giờ là thầy nói là giờ sư cô phụ nữ rất yếu đuối về tình cảm và dâm dục, nó cài đặt đưa đàn ông vô. Ví dụ vụ cha mẹ mình, mà mẹ mình chứ bụ không ham ham à. Giờ giá chồng mấy chục năm thử có đàn ông rớ mà đẹp đẹp thôi à, trời ơi. Rồi đàn ông cũng vậy. Giờ tao nói giờ mày giá mà đàn ông mà vợ chết sớm hoặc là bệnh hoặc đi xa đi, tao nói đàn ông nào mà thấy cái đẹp không ham mà giờ họ gài đặt thì phải thấy một. Nó cũng dụ gia đình anh em cha mẹ mình để nó lấy xong cái nó làm cha tài sản không, nó quýnh con ruột mình này ra đường luôn, dục ra đường luôn. Cái nó hâu là tao làm cha làm dượng tao có quyền quýnh mày. Rồi cha mẹ mình cũng vậy, giờ mẹ cha mình chết cái nó giờ nó vô nó muốn chiếm tài sản không, cha tao là cha mày cha dượng, nếu còn nhỏ thì ăn hiếp con ruột của con tại đâu phải con mình đâu, nó người dân mà nó hành hạ à, nó tóm gọn nhiều cảnh việc ác gì cũng dám làm. Dâu rể thầy nói ứng nhất đó. Rồi đất của mình mà nó hâu đất của nó, rồi nhiều dâu rể cũng ác ở chung với đất cha mẹ, nó ở đậu nhà mẹ vợ cha vợ nó cũng muốn chiếm đoạt, rồi ai tới hâu nhà nó của nó không nói của nhà của cha vợ hay nhà của mẹ vợ mình đâu, mà nó hâu nhà của nó, nói lừa rồi vô bạn bè dẫn về ra đóng đóng cái nó nhậu nhẹt đi tái đi ỉa quậy khóa ngói mửa rồi nó lấy chuyện ăn rồi không lấy vợ cha mẹ chửi sao. Thầy nói giờ thứ nhất nhà có trâu có rể hay nhà mình, bạn bè mà anh em không nhất muốn ăn nhậu gì về nhà mình là gọi là có hiếu cho mẹ. Rồi kế tiếp nữa không dẫn bạn bè về nhà mình tiếp khách, từ khi nhà đó của mình, nhà cha mẹ mình là con cái không dẫn bạn bè. Ví dụ như học sinh thì nó khác, nó tới nó chơi, ví dụ cha mẹ là ngồi chơi nói chuyện không nói gì, hoặc lâu lâu đãi ăn là không nói gì, mà dẫn một người hai người ở lại hoặc là nó tóm gọn người xấu đừng nên dẫn bạn bè mình ăn uống thì ra ngoài tiệm ăn. Nhà có đâu mà cha mẹ thì mình không mua, giờ hàng ngày tô tiếu bún riêu không có ăn mà mình dám là giờ bạn bè tới đại hết
không? Có nhiều người khôn, cha mẹ đói hàng ngày nó không mua được tô hủ tiếu bánh canh tô cháo, mà giờ bạn bè đã tiền nhiêu cũng đãi ra mua vài khùng bia, mua mua vài con gà con vịt nó đãi ăn sáng chiều đó, có hiếu hay sợ luôn đó. Thầy đó là mình ngu luôn đó. Vậy hồi đó là thầy bị người ta lừa cho tiền nhiều quá hả thầy? Đúng rồi, nhưng mà không thấy cách nào. Hồi nào giờ chùa thầy xây dựng chưa có ai tài trợ cho hoàn thành, mà họ cúng thì gì 1 triệu 2 triệu 5 triệu có, nhưng mà lâu lâu mới có lần. Chứ cũng không ai tài trợ cho thầy vài trăm triệu, vài chục triệu cũng chưa luôn. Chỉ toàn là nghe nói thôi á. Nói không, ở giờ hôm Tết tụi con có chứng kiến đó. Hồi cúng hư vài trăm triệu đâu biên lai cho cái người đó, giờ nói chuyện cho con thầy cũng có chứng cứ. Mà giờ cái người cúng thì giờ đòi ở đi, giờ thầy nói ai cúng vài chục trăm triệu gì đó thì giờ in ra biên lai chuyển tiền cho thầy đi. Giờ ai cúng chỉ cần thầy thôi, nói tóm gọn cho lớn đi, 50 triệu 100 triệu giờ kiện ổng, tôi cho ổng giờ lấy lại, ai cho chuyển cho thầy giờ làm liền cho thầy đi, điều tra sao kê luôn. Điều tra sao kê luôn còn hơn từ thầy luôn, cúng chùa mà giờ sao kê luôn. Ngon ngon dạ, ai lấy tiền lại đi, thầy tuyên bố ai cúng thầy 50 triệu 100 triệu trở lên đòi lại thầy trả liền luôn. Sao kê trả luôn, trả luôn. Còn giờ bắt đầu họ cho thầy cho thành tâm thiệt thì cho thầy rồi không đòi lại, nhưng mà thầy nói từ hồi xưa tới giờ ai ủng hộ chùa sửa gì xây gì mua gì chuyển tiền cho thầy giờ đòi lại liền. Thầy trả luôn hả, tuyên bố luôn. Nói chung là hồi đó bữa nay ngày mấy, ngày mùng 2 tháng 11 đó, ngày mùng 2 tháng 11 năm 2021 mùng một tháng mười một năm hai nghìn hai mươi mốt dương lịch. Đó từ nào giờ ai cúng dường cho thầy từ 50 triệu với vài trăm triệu giờ đòi lại thầy trả liền, sao kê ra thầy sao kê luôn, trả lại luôn hả, chứ để nghe đồn không. Đó giờ ai cho, còn giờ tôi bắt đầu người còn giờ bắt đầu từ ngày mùng ba bữa nay mùng một đi trở đi giờ ai tài trợ gì thầy nhận hết, nhưng mà có biên lai luôn thầy mới nhận chuyển lúc nào tiền sao rõ ràng, mà tài trợ cái gì giờ thầy từ thiện nè, thầy làm từ thiện là cà phê miễn phí, cơm sườn miễn phí, hủ tiếu miễn phí, bún riêu hủ tiếu miễn phí, lẩu miễn phí, bánh mì miễn phí, cà phê miễn phí, nhưng mốt gì thầy cũng làm miễn phí hết. Ngày thầy phục vụ vài trăm người, có ai giỏi ăn nổi không, lại đây thầy cho ăn, ăn từ sáng tới chiều. Vậy là bữa nay con ở đây còn là... ai muốn ngủ á mua võng lợ xin phép xung quanh cái hàng rào với mấy cái gốc cây ngủ hết đi, ngủ đã chừng nào dậy đói thầy cho ăn nữa, chứ còn phòng thầy phục vụ không nổi, thầy chưa thay chứ mai mốt thầy xây 100 phòng đi, 100 200 phòng thầy cho ngủ luôn, ngủ suốt ngày.